Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 7, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Nghệ An thông tin đã xử lý xong ổ dịch bạch hầu trên địa bàn tỉnh. Vậy sau 2 tuần, toàn tỉnh không ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu mới và dịch bệnh bạch hầu tại tỉnh Nghệ An chính thức kết thúc. Sau 14 ngày không phát sinh ca nhiễm mới và tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân bạch hầu xét nghiệm âm tính và trở lại bình thường. Trường hợp bệnh nhân bạch hầu Mong Thị B làm việc tại quán karaoke dương tính bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân tử vong, nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính, khỏe mạnh và được cho xuất viện. Tuy nhiên, theo quy định, trường hợp này cần phải được tiếp tục theo dõi từ 60 đến 70 ngày. Ngoài bệnh nhân Mong Thị B, các trường hợp còn lại đều đã âm tính với bạch hầu. Hiện các bệnh nhân vẫn được tiếp tục theo dõi và cách ly, uống kháng sinh dự phòng đến hết 14 ngày. Thưa quý vị, 5 tháng đầu năm 2024, trong 11 loại vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, chỉ có 3 loại tiêm đạt chỉ tiêu, còn 8 loại vaccine chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Đây là một trong số những lý do khiến một số loại dịch bệnh cũ đang quay trở lại. Hiện chương trình tiêm chủng mở rộng đang triển khai tiêm chủng vaccine để phòng 11 bệnh truyền nhiễm phổ biến nguy hiểm bao gồm viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do HIV, sởi, viêm não Nhật Bản B, rubella, tiêu chảy do virus rota. Bộ Y tế nêu rõ, trong 5 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ tiêm chủng hầu hết các vaccine trong tiêm chủng mở rộng chưa đạt tiến độ, chỉ có vaccine phòng lao, vaccine sởi và vaccine DPT đạt tiến độ theo kế hoạch. Cụ thể, trong kế hoạch tiêm chủng mở rộng, chỉ tiêu đặt ra với 11 loại vaccine trong 5 tháng đạt 37,5% đến 39,6% và trong năm nay là trên 90 đến 95%. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm, hiện chỉ có 3 loại vaccine phòng lao, vaccine sởi và vaccine DPT đạt tiến độ theo kế hoạch, trong đó cao nhất là tỷ lệ tiêm vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, tức DPT, đạt 40,6%. Còn lại 8 vaccine không đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó thấp nhất là tỷ lệ tiêm và uống vaccine bại liệt, chỉ triển khai được dưới 30%. Mới đây, trong văn bản đề nghị các địa phương tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Rà soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vaccine, chưa tiêm đủ mũi. Vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và khuyến khích tiêm vaccine phòng bệnh đối với phụ nữ mang thai. Thưa quý vị, theo quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, cả nước sẽ phải đồng loạt bắt buộc thực hiện việc phân loại rác tại nguồn. Việc tổ chức phân loại, thu gom rác sinh hoạt tại nguồn không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. Ngoài các quy định, hướng dẫn, chế tài mà các cơ quan chức năng đã đưa ra, thì rõ ràng việc thay đổi thói quen, nâng cao ý thức của người dân là yếu tố quyết định đến việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Gắn bó với nghề vệ sinh môi trường đến nay đã hàng chục năm, công việc hàng ngày của bà Loan là thu gom rác tại các ngõ phố phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kể từ khi quận Hai Bà Trưng thí điểm phân loại rác thải tại nguồn, ngoài nhiệm vụ vẫn thường thực hiện, bà Loan còn tuyên truyền đến người dân phân loại rác, không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Cũng theo bà Loan, từ khi thực hiện thí điểm, ý thức của người dân được nâng lên, rác thải cồng kềnh thay vì vứt ra các bãi đất trống, gầm cầu, lề đường, vỉa hè, thì giờ đây được người dân mang ra điểm tiếp nhận, công việc vệ sinh môi trường, vì thế cũng giảm bớt gánh nặng. Tôi là một người công nhân, lao động đấy thì là mình đi làm trên dọc đường, tuyến phố, là mình cũng phải luôn luôn nhắc nhở các bác ở dọc đường bán hàng, các hộ kinh doanh bán hàng hoặc là những nơi người ta đi qua đi lại người ta vứt rác ấy gì là coi như là mình gặp thì mình cũng trực tiếp mình phổ biến và mình động viên người ta mang đến địa điểm và người ta không vứt kiểu như là bậy bạ ở dọc đường nhiều như trước nữa. Tháng 5 năm 2024, công ty môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hai Bà Trưng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phạm Đình Hổ tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến triển khai thí điểm quản lý, phân loại và thu gom chất thải rắn trên địa bàn phường. Ủy ban Nhân dân phường triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường, chỉ đạo các tổ dân phố phát tờ rơi hướng dẫn phân loại rác đến từng hộ dân trên địa bàn và gửi vào trong các nhóm Zalo của tổ dân phố, tờ rơi hướng dẫn phân loại rác, thông báo thời gian thu rác của từng phố.
Sau khi được tuyên truyền phổ biến, đã hơn một tháng nay, cứ đến thứ bảy hàng tuần, chị Tiên lại mang rác thải tái chế như chai lọ, giấy báo cũ, thùng bìa các tông đã qua sử dụng ra điểm tiếp nhận tại số 9 Hòa Mã. Mình cũng nhận được cái thông báo từ phường nên là mình thấy nó cũng hợp lý, vì mình cũng hay để lại những cái thứ, nhưng mà nói thật mình không biết xử lý như nào. Đấy, mình không biết xử lý nào và để nó khá là bừa nhà nữa. Mình thấy thì về mặt môi trường chắc chắn là nó đã có rất là có ích rồi. Thứ hai là cũng phải nâng cao ý thức của mọi người. Nói thật là mình nghĩ là chủ yếu người trẻ họ để ý những cái điều như này thôi, những người lớn tuổi họ cũng không để ý về vấn đề như này lắm. Được biết, Hà Nội đang triển khai thí điểm phân loại rác trên địa bàn 23 phường, tiến tới triển khai trên toàn thành phố. Rác được chia thành 4 nhóm, gồm có khả năng tái chế, chất thải công kênh, chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt còn lại, bao gồm chất thải thực phẩm. Trong đó, nhiều hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn cũng đã ký cam kết thực hiện phân loại rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Thì sau khi được Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân phường cũng như là bên công ty môi trường tuyên truyền thì cái khối lượng rác ban ngày bỏ ra đã giảm đáng kể so với trước. Ngoài ra thì cái khối lượng mà rác tái chế cũng đã được phân loại ra cũng khá là nhiều, cũng giúp phần làm giảm cái khối lượng rác mà các người công nhân phải đi thu gom hàng ngày. Những người dân ấy thì tôi nghĩ rằng là hiện nay thì cái nhận thức của người dân già khác xưa. Chúng ta phải tổ chức lại những cái nội dung, đúng không? Nội dung để làm sao mà người ta thấy được cái lợi ích của cái chuyện phân loại rác tại nguồn, đúng không? Lợi ích của cái chuyện tức là chúng ta dùng những túi để loại để trả tiền chất thải và lấy cái trách nhiệm của người dân. Nhìn từ Nghị định 45 có thể thấy, hiện các quy định chế tài xử phạt liên quan đến lĩnh vực xử lý rác thải đã có. Tuy nhiên, để phân loại rác mang lại kết quả như mong đợi, ngoài sự đòi hỏi đồng bộ giữa các khâu từ phân loại, thu gom, xử lý rác, thì việc nâng cao nhận thức của người dân vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa cho biết, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy thuộc Thủy đoàn 1 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ phương tiện thủy vận chuyển khoảng 2.100 tấn than cám nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ ở trên tuyến sông Hồng. Cụ thể, 20 giờ ngày 17 tháng 7, tại km 78, tuyến sông Hồng thuộc thủy phận xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ công tác của Thủy đoàn 1 phối hợp với đội Cảnh sát Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra phương tiện thủy, biển kiểm soát NB 8938, vận chuyển khoảng 2.100 tấn than cám đi di chuyển theo hướng từ thượng lưu xuống phía hạ lưu sông Hồng. Tại thời điểm kiểm tra phương tiện có 4 người và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số than cám đang vận chuyển trên tàu. Những người nêu trên cho biết hàng hóa đang vận chuyển là than cám được lấy tại Quảng Ninh để vận chuyển thuê về Ninh Bình. Hiện vụ việc đã được Thủy đoàn 1 bàn giao cho Công an tỉnh Thái Bình xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật.